Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Gamau TV. Ngày tiếp theo của công việc trốn Corona, anh em mình đang chuẩn bị một chiếc bếp lò thật là gọi là siêu thần thánh, kinh điển, bếp lò siêu thần thánh mọi người. Nói chung là cố gắng để duy trì làm sao hết được 14 ngày gọi là tiễn COVID. À, gọi gì nhỉ? À trốn. Anh em mình đang đi trốn con vi. Con vi. Đấy. Nói chung là cái con vi thì anh em mình sẽ trốn nó tầm 14 ngày, nếu mà nói chung là sao nhỉ? Là mà nói chung mà đen mà gặp nó ấy. À mà không được gặp nó. Gặp nó chết tôi. Không. Anh mà bị virus là anh phải chạy ra chỗ khác ấy. Không thể gặp nó được mọi người. Con vi đấy nó lòng tà là vẳng lắm. Covid chết người đấy. Đấy. Ui, êm lắm kìa. Xụp. Như chọc vật. Như cái ván cả khúc vật. Một phát là này. Chạy mất cả người, mất cả leo luôn. Mất cả COVID chắc cũng không kệ nó luôn đấy. Ủa mày đây, từ. Sao mà? Tao lại vả cho bây giờ. Giống không? Giống đi. Đấy, coi như là xong rồi mọi người. Bây giờ sẽ làm tạo cho nó ba cái lỗ thông hơi. Ui. Đúng đá. Đúng câu tiêu nhỉ. Đấy, nói chung là mọi người thấy tuyệt vời chưa? Đấy, ba cái lỗ thông hơi, một sẽ thông xuống đây này, hai thông xuống, ba thông xuống này. Khi đốt ở dưới là khói nó sẽ mình ngăn ở đây nhá. Nồi của mình ở đây mà. Nồi hoặc là một cái chậu gì đấy đặt lên đây để đốt củi ở dưới, thông hơi là sẽ qua ba lỗ. Nướng muôn khói. Cực kỳ đặc biệt luôn. Để em ướp nhanh ơi. Ướp đi đấy. Xà vào. Tay ướp thần thánh của Mao đây. Hôm nay chị thể hiện món vịt ướp Mao đây. Ôi xò. Tạo cho một cái vành ở đây để đặt luôn, đốt luôn cả cái chậu này mọi người nhé. Chà, chà mắm nha. Mắm tỏi, ớt, hành, ui phù. Và con vịt này ăn hết giờ. Đấy, tưởng tượng được chưa? Đấy nhá, đốt lửa dưới ba cái lỗ thông hơi này sẽ thông khói lên. Đấy, chín hấp hơi. Nào mình đặt con vịt vào đây. Anh hiểu hấp bánh bao á. Đặt con vịt lên đây. Rồi. Không được đặt con vịt xuống chậu tại vì nhỡ đâu nó sát vào đây nó cháy. Đây. Nào, từ từ tay tóc bẩn, mày phải để cẩn thận vào, hai tay vào. Nào đặt ngửa cái kia lên. Không tao tay tao bẩn chứ không tao làm gì, tao khiến gì mày làm. Hay. Sao mày không đặt cái ức nó xuống, cái ức nó khó chín. Không, chín rồi. Được chưa, ra rồi đấy. Đi nha, rồi, cho nốt xin gan lòng mì vào đây. Rồi. Nhồi. Tim gan chân lòng mì. Rồi, đấy. Ok nha, bây giờ để tao đo cái này. Ngon nhỉ. Đó. Còn em khứa ra không anh ơi? Cái gì? Lấy dao con khứa nhá. Khứa gì? Không tí nó không chín được rồi. Không, không phải khứa, chín hết. Em chỗ không chín ấy. Ôi à. Ôi, anh đan thế này á? À. Làm vung thế này á? Ừ. Mày đi lấy đất xét đi. Thì chỗ không chín thật. Không. Quay đầu lại nhé. Đừng. Kệ nó, được. Mày đi lấy đất xét đi. Mà chết á? Ừ. Ui, em lại phải lội xuống bùn. Lội đi. Hửi chứ nhỉ. Thôi được. Vì tương lai con em chúng ta. Vì tương lai con vịt của chúng ta. Em khai hỏa nhá. Nồi lớn lên, nồi lớn lên. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ test cái lò gọi là bát quái của anh em mình nhá. Lò này để anh em mình luyện đan con này là con thiên nga dễ chết không, thiên nga của hằng nga đã do
bị sổng chuồng ra anh em mình tóm được nên là đem luyện đan luôn nhá mọi người nhá. Đúng rồi. Châm lửa chưa? Luyện thành linh đan trường sinh. Đấy, mọi người thấy sẽ tí nữa sẽ thấy được độ hiệu quả của cái lò luyện đan của anh em mình nhá. Tình hình luyện đan đến đâu rồi mà đây? Khói quá. Ừ. Nó cháy ghê lắm ấy. Đây, xem này, cho mọi người xem này, nó cháy ác chưa? Và khói không bao giờ lên đấy nhá. Khói là 3 ống khói cả. Đấy, mà để mày lên trên đi, không cần phải kia, lên trên kia ngồi mà luyện đan kìa. Đấy. Đây. Đấy, thấy chưa? Thái thượng lắm luôn. 3 ống khói này nhá, mình nói thật là gọi là hơi bị kinh điển đấy. Đây, cho mọi người xem hẳn 3 cái lỗ khói này nhá. Đây. Thấy phụt khói chưa? Phụt khói chưa? Phụt khói ác chưa? Đây này, bên này phụt ác hơn này. Trong này đang bỏng lắm rồi đấy. Trong kia phụt ác này. Trong này thì đang chắc là nóng, vịt nó đang gọi là đang tắm khói, xông hơi ở trong đấy nhá. Đây, lửa đây. Thấy chưa? Không phải dạo vừa đâu, lò này hơi bị ác đấy. Thấy chưa? Lò kinh điển. Kinh điển đấy. Nói chung là sẽ thử khui nó ra thôi mọi người. Bây giờ không biết làm nào. Nó là chín vàng rồi, ngon nhỉ. Cầu mong cho nó chín ngon. À khui một đoạn ra xem nào. Thật thì là chuối còn chưa đấy này. Đúng rồi. Đáng nghĩ cái này lâu. Ui, thấy không? Ui là chuối còn xanh nguyên đấy. Ui chín không anh? Ui xanh rồi đó. Khói quá. Ui chín rồi. Phải không? Xem đã. Soi điện vào. Chín không anh? Lấy cái que để chọc phát rồi. Đấy que rồi. Có máu không? Ui xà. Ngồi đấy mọi người ơi. Món này chắc thành công rồi. Ui siêu máu phải không? Giận đấy. Ui nóng lắm. Siêu nóng. Lúc này cũng là kín quá. Để bóc hết đất đã, không nó rơi đất xuống dưới nhá. Ui. Mình bịt luôn cái lỗ này lại này. Là đỡ khói lên. Mày. Ôi, em lấy đĩa nha. Ừ. Nghe có vẻ ổn đấy mọi người ạ. Rất là ổn đấy. Quá ổn đấy. Đói lắm rồi giờ này. Ổn lắm. Bạn anh tốt nhỉ. Mình điều cũ mà đấy. Ngay điều cũ. Ui thơm đấy. Ui nó dám ấy. Ui sao màu nó hay nhỉ. Nhám đấy. Ui màu như kiểu mật ong sống sánh đấy. Hợp. Ui. Ui là chuối ấy, sâm khỉn. Bịt nốt cái. Nó gần như kiểu ống khói anh nhỉ. Bịt lại. Không khói. Thả đây. Bịt. Ừ. Từ bây giờ lấy nó ra mới là một nghệ thuật. Đúng không? Người lấy ra là một nghệ sĩ. Ăn nó thì mới gọi là một thiên tài. Thiên tài. Làm được món này là một thiên tài mọi người. Thấy chưa? Nhắc đi. Ui. Từ. Nào. Ôi xa. Phải thật cẩn thận. Chứ không để hỏng một món ăn quý được. Đúng rồi, chờ 2 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ phải thật cẩn thận. Đúng đi. Món này đặc biệt quý hiếm. Vịt chui lòng đất. Ui, cái chậu của anh. Quán ấy về á. Chậu không quan trọng. Mẹ anh đánh cho tết đi. Quan trọng là
thành công. Chậu đen xì luôn rồi kìa. Chậu rửa mặt đấy. Thật cẩn thận. Hết sức cẩn thận. À, đũa đâu, đũa đâu? Đũa đây, đũa đây. Ui, tay tao đang bẩn cho được. Đúng đấy rửa. Đây, gắp gắp mấy cái này ra đã. Chân này. Chân này. Ui, thơm lắm. Đây đúng là một món vịt hun khói xa. Đẳng cấp nha mọi người nhá. Ui, vừa chín tới luôn. Ui, xa. Trong này có quả tim nữa đấy. Cắt cơm. Ui. Ui, chạy kìa, lưng này cho mọi người chăm lưng. Lưng nó vằn vằn đấy. Nào, thấy chưa, mọi người thấy chưa? Nhìn đây, quay một vòng cho mọi người xem. Đây, đúng một món vịt hun khói nhá. Mình phải đi rửa tay đã. Vào đây. À, vào đây, vào đây. Chén anh ơi. Uầy. Ngày thứ ba đây là món món vịt om vịt sông hơi của anh em mình nhá. Món gì? Đây mọi người nhìn đi. Ui. Đây. Wow, quay một vòng. Ngon lắm mọi người ạ. Cắt. Thử nhá. Ui. Đây, cắt cơn đi, cắt cơn trước đi. Không cắt cơn. Đây, cắt cơn trước. Ui, răng đỏ. Mời cả mọi người nhé. Chắc là ngon lắm đấy mọi người. Đây. Ui, vừa chín tới ngon thế. Sao, nó mùi khói không? Không. Ngon. Mời tất cả mọi người nhé. Thơm lắm mọi người. Đấy, xem cho em mừng đấy. Món vịt sông hơi có 102 mọi người nhé. Ngon nhé. Ngon quá. Hay, ui thôi tao ăn. Ngon. Ngon quá. Cái đùi ra. Hơi vội ăn đấy, chưa chín lắm đâu. Ăn được rồi. Này. Nếu để cái sức nóng này chỉ tầm 10 phút nữa khéo còn cháy mất đấy. Ban đầu hơi rốt cái là anh em mình không để cái lỗ thoát hơi cho con vịt. Mình để cái lỗ thoát hơi cho cái lò rồi. Nhưng mà con vịt nó vẫn phải thoát hơi ra thì nó mới chín được mọi người nhé. Này. Không ăn ngon, phải không? Này, thế ăn cái gì thì ăn. Giòn lắm. Ăn cái hông nó nhé. Cái cánh này nó khô này. Đói ghê. Đói lạ rồi. Ngày thứ ba cay gì. Được món vịt rất là ngon mọi người. Tí nữa anh em mình lại ra di chuyển ra suối để tắm nhỉ. Tắm táp. Tắm á? Thay quần áo đàng hoàng chứ. Mọi người cho anh em bẩn lắm ạ. Tắm á. Mang theo quần áo để tắm mà. Món vịt này đặt tên là gì được mọi người? Vịt sông hơi. Bằng lò bắt quái Tam Mao. Lò luyện đàn. Lò bắt quái nó chẳng luyện đàn nữa. Ngon nha. Đi. Này, ăn không? Không. Này, thế thì ăn cái gì tự lấy. Chỗ này vừa mỡ vừa thịt này.
Nó bị om khói mất từ cái lúc anh em mình không ăn miếng này không vào đây ngồi đâu. Ăn đi. Không thông ra, nếu mà thông ra từ đầu khả năng là nó tuyệt vời, không dính tí khói nào luôn. Đấy. Nói chung thế này là tuyệt vời rồi. Ăn cho cả mục tạt à? Không. Đấy. Không biết. Không có. Hạt đàn hạt quất rất là thơm. Xuống cái mồm. Ui, làm mấy người không? Bọn trẻ con bắt đầu di chuyển ra đây để bắt cá rồi mọi người ạ. Bắt ốc bắt cá. Làm miếng mì không anh ạ? Chiều chiều anh em mình phải đi bắt trai trai trước, không bọn nó bắt hết. Đúng rồi. Làm trai trai lắm á. Trai đấy. Ừ. Nè. Ủa cái mặt thế này sánh mà luôn nhá. Hình như sánh sánh á. Chưa chín hay là oi khói đây. Đến đi ăn nhỉ. Trời, đúng này, đúng như kiểu món thịt rắc muối của sơ gì nhỉ? Thánh rắc muối. Thánh rắc muối, đấy, thấy chưa? Hồng hồng, đỏ đỏ, tuyết tuyết. Đấy. Rắc muối này. Ngon, 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 ngon. Ngon nhỉ? Ngọt, ngon, ui, hồng hào nhá, chín hồng nhá mọi người nhá. Chứ không phải là sống nữa nhá, chín hồng luôn đấy. Đấy, đây. Này mà có sắc muối thế này khác vào ấy, sổi hơn cả. Vô tình nhặt được bí quyết của thánh sắc muối đấy. Nấu vịt. Hay mai tao mày cũng làm sườn sắc muối đây à. Nhưng mà không có vàng thì rát. Nhưng mà kiếm đâu ra sườn ở đây. Hoặc cứ đợi sau 14 ngày cách ly đã mọi người ạ. Chứ không là cũng cố gắng cách ly đủ tiêu chuẩn của nhà nước để gọi là vượt qua cơn bão COVID, vượt qua con cô à, vượt ra con vi à, vượt qua con vi, con vi rút, vi không phải vi rút, nó khá là vi diễm. Bạn nào phải có mơ mơ ấy.